Em xin tự giới thiệu, em là tên là Văn Đại, năm nay 28 tuổi, hiện đang làm công việc nhân viên kinh doanh ngoại hối ạ. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Đại? Ưu điểm của em thì nhanh nhẹn và nhạy bén, tại vì ra bươn trải nhiều rồi nên là muốn làm một cái gì đó thì mình chỉ cần nhìn qua thì mình nói chung là mình tiếp thu sẽ nhanh hơn. Còn khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em đôi khi hơi bị nóng tính ấy. Ví dụ như mà khi có cãi lộn với đối phương, nhưng mà không phải bạn nữ nha, có nghĩa là tranh chấp một cái vấn đề gì đó thì Mà nhào vô quýnh người ta luôn không đâu hả? mình có thể không kiềm chế được cảm xúc lúc đó, Thì lúc đó không kiềm chế nhào vô quýnh ta luôn chứ làm gì, có thể là mình gay gắt hoặc nói lớn nhưng mà không phải là quýnh cãi cãi lộn luôn hả? lộn. Ồ, cái này cũng Đúng hơi căng rồi rồi. nha, cọc tính chút xíu quá nha. Dạ. Rồi nhà gái. Ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là mạnh mẽ, em nấu ăn ngon, em độc lập tài chính. Anh cũng nấu ăn ngon nữa. Bên kia nấu cũng ngon lắm. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là Cũng nóng tính giống bên kia không? không, em không nóng tính, em buồn thì em đi nhậu, Cái mà vui thì em cũng nhậu. gì? Mà bình thường mà không có chuyện gì làm á thì Em cũng nhậu. dạ không, bình thường không chuyện gì làm ở nhà ngủ thôi chứ nhậu làm gì. Mệt. Sao Đại nghe con gái mà thích nhậu, Nhưng vui nhậu, buồn nhậu sao Đại? à, tại vì bạn đó đúng gu của em. Trời ơi. Bạn đó bạn thích nhậu tại vì khi mà hai người nhậu với nhau thì sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Em cũng nhậu luôn hả? Đúng Đâu Đồ. nhậu vô là xỉn quá rồi, chia sẻ được gì đâu trời. Không, tại vì khi mà ví dụ như mà hai người mà quan tâm đến nhau thì bình thường thì khi mà nhậu với nhau thì mình sẽ chia sẻ, có nhiều chuyện để nói với nhau Trời đất ơi, hai đứa đúng là thiệt. hơn. Đứa nào thích nhậu trơn, đúng gu rồi, hai này về chắc xỉn suốt luôn á. Dạ. Nhưng mà đấy là tật xấu thôi, thì em cũng nói là em tự nhận em là một người luôn sống tử tế và có một trái tim lương thiện, còn tất cả còn lại xấu hết trơn. Nhưng mà nhậu nhiều quá không tốt sức khỏe thôi. Bạn Đại, đường tình trường của bạn thế nào? Em thì tình trường thì đã từng có hai mối tình rồi. Một mối tình là lúc đó là thời sinh viên năm 2. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm, là cũng kéo dài được 2 năm á. Quen 2 năm lý do sao chia tay? Tại vì bạn đó bạn về nước của bạn rồi, xong rồi dịch không có quay lại đây được nên Bạn là đó người nước ngoài hả? dạ bạn đó người Hàn Quốc. Bạn về bạn ở luôn, không có liên lạc luôn. À, vẫn có nói chuyện nhưng mà mình không thể yêu xa và bạn không quay lại Việt Nam nữa thì mình không thể nào tiếp tục nữa. Lâu lâu vẫn có nhắn tin hỏi thăm nói chuyện giống như người bạn. Coi như là bao nhiêu chuyện cũ là chúng ta xếp lại được rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ là muốn bắt đầu một cái mối quan hệ đúng không? Đúng rồi chị. Ừ, vậy thì bây giờ hãy nghe cái tình trường của bạn nữ bên đây đi đã. Tình trường của mình như thế nào em? Em chỉ nhớ đúng mối tình gần nhất thôi, tại vì 2017 em bị tai nạn giao thông. Em bị mất trí nhớ. Em bị tai nạn từ năm 2017. Dạ. Là kể từ đó là em không nhớ những cái gì mà trước 2017. Không 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 không, cái trí nhớ của em nó mập mờ. Em bị mất trí nhớ hoàn toàn 2 tuần đầu, trong cái lúc mà em nằm viện ở 115. Sau đó 2 tháng thì em mất trí nhớ tạm thời, cái nhưng mà trí nhớ bây giờ em vẫn mập mờ lắm. Em chỉ nhớ đúng cái người gần đây nhất, chia tay cách đây 3 năm. Rồi cái cuộc tình đó như thế nào mà em chia tay? Một cuộc tình vừa qua kèm theo lời hứa phôi pha. Cái chuyện tụi em chia tay á, nó lãng nhách là chị. Tụi em cãi nhau cái chuyện nhỏ xíu xíu à. Cái sau đó thì em mới, cái bực cuối cùng em mới bảo là em kể ra hết, em nói ra hết tất cả những gì mà trong một năm mấy qua em nhịn người ta đó. Em cố gắng để mà vun đắp cả hai á. Xong cái qua ngày hôm sau người ta bảo là người ta không ăn được đồ ăn ở Việt Nam nữa. Khí hậu Việt Nam nóng quá Bạn và đó mất người việc nước quá. ngoài hả? Dạ, người Đài Loan làm việc tại tại Cần Thơ. Sau đó thì em nghe cái lý do là em hỏi là câu cuối muốn nói cái gì thôi. Đừng có lý do, em không thích lý do. Thì bạn bảo là congratulations, thì em không hiểu luôn. Các bạn mới kêu là break up, thì em ok. Vậy là chia tay á chị. Trời đất ơi. Nhanh gọn lẹ vậy Dạ, hả? dạ đúng rồi, chia tay tới giờ 3 năm Nói chung luôn. á là thôi, ta về ta tắm ao ta đi hai Đúng bạn ơi. rồi. Rồi bây giờ nhà gái cho tôi biết tiêu chí để tìm người yêu lý tưởng như thế nào. Em không cần một người hoàn hảo, bởi vì em chỉ cần một người yêu thật tâm yêu em, thì người đó sẽ làm những điều hoàn hảo dành cho em. Hay. Một câu nói rất hay. Em có phải là người hoàn hảo là hay là người thật tâm? Em chưa hoàn hảo nhưng mà em thì là một người là theo người khác nhận định, giống như là bạn bè hoặc đồng nghiệp, họ nhận xét em là một người thật tâm.
Bây giờ bạn trai là tiêu chí chọn bạn gái của bạn trai là như thế nào? Em thì cũng giống như bạn nữ, không có hình mẫu gì hết. Nhưng tại vì mình thực sự tới với nhau thì quen nhau thì quan trọng là có vì nhau để mà làm cho hai người hợp nhau hay không thôi. Còn nếu như mà tính cách mà hiện đại có xíu gì một đôi gì đó truyền thống thì càng tốt. Thật ra là tôi thấy bạn nữ là hơi cá tính đó nha. Cho nên là... Thì đúng rồi, tại vì nếu như mà kiểu như có nét hiện đại, đi ra ngoài có thể đi chơi, có thể biết nhậu như thế thì cũng tốt. Mình qua mình chào hỏi nhau cái. Hello. Thôi đứng lên cho bà coi tướng cái đi đại. Hơi ốm. Tướng này thấy giống tướng người mẫu ạ. Ốm ốm, giọng giọng cao, mặc quần ống côn rồi, rất là sai. Thật ra thì về ngoại hình là thấy cũng được rồi. Rồi rồi mà khỏe à. Đó. Đó, cho nên là bây giờ ví dụ như mà em, cái người bạn gái của em mà hơi cá tính, tại vì chị nhận xét là chị thấy bạn này là hơi cá tính đó. Có cái gì là nói thẳng liền tại chỗ và không cần lý do, chỉ cần kết quả thôi, thì nhắm chịu được không? Em thích kiểu cá tính như vậy. Em thích kiểu cá tính như vậy. Hiền quá thì trong cuộc sống nó sẽ quá ảm đạm. Bà mới thấy sao? Nhà trai ổn không? Tôi thấy là nhà trai này là ok nè, ổn nè. Nên cái gì vậy? À, cái này là bún chả Hà Nội. Bún chả, chút đem tặng. Mới order hả? Không, cái này là em làm. Em làm. Dạ đúng rồi. À, tại vì ngày lúc trước thì em có kinh doanh một quán ăn hương vị của Hà Nội, nhưng mà không thành công. Thì bây giờ vẫn có quán đó nhưng mà mở nhỏ lại kiểu như bán kiểu gia đình thôi. Thì khoe với người gái cho biết. Đâu đi đây để tôi thử coi. Đem qua bển thử trước đi rồi gặp nhà trai sao. Ủa? Đem qua bển cho nhà gái thử đi, tôi giới thiệu trước. Trời ơi, tài lẻ là nấu ăn rồi này kia. Đó, ăn thử bún chả Hà Nội đi, nấu y như miền Nam luôn. Mình phải thử trước để coi mình kiểm định cái thức ăn này coi nó có hợp miệng kiểm định hay không. Đi. Chào nhà gái. Thử đi, nhà trai tôi nấu đó. Cái này anh nấu hồi nào á? Nấu từ lúc 11 giờ. Quá đáng. Mới nấu đây đúng không? Mới nấu. Tại vì cái món này thực ra thì phải ăn nóng và có nước chấm đi kèm thì mới ngon, nhưng mà thử tại miếng vì... thịt coi miếng miếng chả đó. Nêm nếm nó đậm đà hay không? Nêm nếm nó đậm đà hay không? Thịt có dai không? Thịt heo nái mà nó nấu mềm vậy đó. Làm đổ hầm 3 ngày. Em thấy thử đủ rồi ạ. Hả? Ngon rồi. Trời, còn nhiều món nữa mà nó chưa mua đó. Ủa sao gà nhà mà không bên vậy? Chưa nấu. Nó lộn. Dạ. Yên tâm, món này ngon ha. Thôi, vậy là chứng minh được là nhà trai tuy không hát hay nhưng mà nấu ngon. Dạ. Bây giờ là thêm một thử thách nữa là bạn nói bạn làm là bạn phải nói rõ bạn mua nguyên liệu như thế nào. Okay. Trong đây nó gồm những nguyên liệu gì rồi bạn làm như thế nào mới kiểm chứng được là chính xác là bạn làm. Ok. Nói đi. Thịt ba rọi. Ba rọi. Hành tím. Tỏi. Hành tím bằm, tỏi bằm. Bột ngọt. Đường. Rồi nước mắm. Xong rồi mình sẽ xay ra. Xay hết. Đúng rồi, trộn đều rồi, lại. Trộn đều lại hết. Xong rồi mình sẽ nắm tròn như vậy mà mình nướng, nhưng mà nướng bằng than củi. Đúng rồi. Nhưng mà than củi mới thơm. Đúng rồi, than củi nó có mùi khói nó khét thơm. Được chưa? Chưa. Được hả? Tại vì mới đầu tiên á, cái này em thấy đâu phải là thịt ba rọi đâu. Em theo em nghĩ thì là thịt gì? Thịt nạc dăm. Không biết nữa, tại vì anh mua thịt ba rọi mà. Vậy là cái bà bán thịt, bà bán thịt lộn. Bà bán lộn. Tại vì á, thịt này là mình mua của mối rồi. Hàng ngày họ sẽ giao cho mình. Thì hàng ngày họ sẽ xay sẵn cho mình và họ mang đến hôm mình nay thôi. Bà lỡ giao thịt dăm rồi, không sao. Thôi lỡ rồi bỏ qua đi. Bỏ qua đi ha, khó quá. Người gái khó quá. Người ta cá tính mà. Người ta cái gì là phải ra cái đó. Được rồi. Nói chung là tôi thấy nhà gái có cá tính ha. Xinh dễ thương. Cứ nói cái gì là hát cái đó thôi. Vậy là vui rồi đó. Mai mốt về gây lộn hát. Nhau là hát nha. Rồi mỗi lần gây lộn là hát. Gây lộn là hát. Còn bên kia hả, mỗi lần gây lộn rồi đi ra cái bắt chảo lên xào rồi nghỉ ngay. Vậy cho nó khỏe nha. Hai. Được. Tôi chịu nhà gái nha. Nha, xinh, nhà gái xinh lắm. Bây giờ mình gặp người thân chút đi rồi cho hai bạn gặp mặt nào. Nhà gái đi với ai? Dạ, em ở Sài Gòn có một mình thôi. Mấy năm nay lập nghiệp một mình và chỉ có một mình ở đây thôi ạ. Tôi thấy thương không? Đúng ra là em phải hát bài Một Mình của nhạc sĩ Thanh Tùng.
gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên. Em thấy sai sai rồi á. Em đi mưa một mình. Nhớ gì thì thầm ngoài hiên. Đêm nay tôi vẫn một mình nhớ ai. Đêm nay tôi lại một mình. Đó, nó vô liền chủ đề liền không? Okay. Hay quá, chú Linh hay quá. Rồi, hôm nay mình đi với ai? À, dạ em cũng đi một mình. Do nhớ. Thôi, không có thời gian cho đôi trẻ. Trời ơi. Thôi được rồi, hôm nay hai bạn một mình hết. Để tôi lo, được chưa? Rồi, mở rào. Nào, đây là không gian của các bạn. Các bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau, cảm nhận về nhau. Chào em. Vô. Cho em hỏi là anh có thích biển không? Tại vì em cũng giống như biển vậy đó. Ý là em nói là mình lòng mình rất rộng giống như biển hay là nét đẹp dạ giống không, như là em mặn. Em mặn. Thì hai bạn có chuẩn bị quà dành tặng cho nhau không? À em chỉ chuẩn bị đồ ăn thôi. Em có. Rồi em cảm ơn em. À, nhưng mà cái này có ý nghĩa gì không? Hai tay anh ôm sương rồng rất lâu. Dạ không, cái này thật sự không phải như cái lời bài hát. À. Em tặng anh, nếu mà em tặng anh một cái cây hoa thì nó sẽ héo tàn trong 5-10 ngày. Còn em tặng cây sương rồng này thì nó sống hoài luôn á. Giống như tình cảm của em sẽ sống hoài nếu mà anh còn giữ nó, còn không em lấy lại. À. Lần đầu tiên gần 30 năm chúng ta mới gặp nhau. Thì chúng ta cho nhau cảm xúc như thế nào đó, hãy nói lên đi. Tại vì em cũng vào Sài Gòn đây, kiểu như lập nghiệp một mình. Thì anh nghĩ là em cũng trải qua, kiểu như cũng bươn trải cũng nhiều rồi. Nếu như mà em không ngại một người con trai mà cũng giống như em đang lập nghiệp thôi, chưa gọi là chưa có gì gọi là có trong tay hết, thì anh hứa là sẽ cùng em đi ở chặng đường cuối và sẽ làm cho em hạnh phúc giống như bao nhiêu người con gái khác. Cái gì mà hứa đi chặng đường cuối rồi chặng đường đầu chặng đường giữa ai đi? Em đang suy nghĩ luôn á. Nhưng mà hứa là sẽ làm cho em hạnh phúc như bao người con gái khác là hai người bạn gái cũ anh hả? No. Có nghĩa là ở trong cuộc sống này thì bao nhiêu người con gái cũng hưởng được giống như hạnh phúc mà. Những người khác thì cũng có hạnh phúc, thì mình cũng làm sao nếu như mình hợp thì mình cũng hạnh phúc thôi, chứ không phải là như hai người cũ. Tại vì bây giờ những người cũ rồi đó là quá khứ rồi, làm sao mình có thể nói chuyện quá khứ được. Việc quá khứ của anh gần nhất á là tại vì dịch nên người ta về bên đó không yêu tiếp được. Nhưng mà lỡ gì mà hết dịch thì người ta lại quay lại đây rồi làm sao? Lúc đó thì em phải làm thế nào? Tại vì kiểu như mình xác định lúc đó thì bây giờ thì ví dụ như mình lớn rồi, mình phải cần có kiểu như là mình suy nghĩ tới tương lai. Bây giờ ví dụ như bạn có quay lại thì mình cũng đâu có còn tình cảm, mà huống chi bạn cũng có người mới rồi thì mình làm sao mà có thể quay lại được. Và cái chuyện tình cảm mà đã gọi là mấy năm rồi mà không dành cho nhau nữa thì làm sao mà còn ấn tượng với nhau hay là còn tình cảm với nhau. Ở nó còn hình trong điện thoại. Còn hình trong điện thoại. Lấy ra coi liền. Lấy ra coi liền đi anh. Lấy ra coi liền. Còn cái này phải lấy ra coi liền. Lấy ra coi liền. Còn để hình trong điện thoại không? Hồi nãy nói với tôi là hả, tính đó số nhòa hết rồi. Trong đầu là trống rỗng rồi nên mới đi lên đây. Không có hình. Tại vì khi mà coi em hình đại diện đó. Không có hình. Không, hình đại diện là bầu trời xanh ngắt. Không có hình một bạn nữ nào luôn, chứ không phải là có hình. Rồi thôi được rồi, coi tới đó được rồi, coi nữa tôi nhiều cái không không chỉ đâu. Phải coi mấy cái mà năm 2 năm trước chứ. No, không có hình. Em tin anh. Em tin anh. Rồi, bây giờ mình nói quan điểm với hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Nếu như mà kết hôn thì em thích sống chung hay là thích ở riêng? Sống đâu cũng được hết anh. Sống chung thì mình phải cố gắng rất nhiều để hòa hợp cả ba. Còn sống riêng thì hòa hợp có một. Đương nhiên là thích sống riêng rồi. Nhưng mà nếu mà ba mẹ muốn sống chung thì mình vẫn sống chung được. Nghĩa là cái muốn sống riêng nhiều hơn sống chung đúng không? Dạ đúng rồi. Thế đó nói rõ quan điểm của mình như đó. Thế. Bây giờ thì
em sẽ bước tới nắm tay bạn gái, rồi mình nói những cái cảm nhận nãy giờ mình cuộc nói chuyện và mình cảm nhận gì về cái người đối diện như thế nào. Đó, nào giao lưu cảm xúc chút xíu. Có gì đâu. Nào. Thì nếu như được em có thể cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu tiếp. Còn cái chuyện mà ví dụ như tính đến hôn nhân thì lúc đó mình còn phải xem vào hai bên như thế nào, còn phải tìm hiểu như thế nào nữa. Sau cái chương trình này mình cho nhau cơ hội rồi thì đương nhiên là mình sẽ còn gặp nhau nhiều. Ví dụ như là đi xem phim, đi ăn hoặc là đi nhậu hoặc là đi đâu đó thì nó chưa biết. Chị đi xem phim, đi ăn thôi nha, hoặc đi cà phê thôi nha. Rồi, chào. Cái khúc đi đâu đó em chóng mặt, em sợ.